Xin chào và chúc anh em tuần mới vui vẻ. Giờ mời anh em đến với nội dung bản tin đầu tuần. PSG đã thỏa thuận rời MU. Nguồn tin từ The Athletic đã mang đến những tiết lộ đáng chú ý xoay quanh thương vụ Franco PSG. The Athletic xác nhận Franco PSG đã đạt được thỏa thuận chung với Panathinaikos thông qua một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Và hiện Man United đang đưa ra mức phí rơi vào khoảng 10 triệu bảng cho chân sút người Uruguay. Nguồn tin trên cho biết Panathinaikos đang đàm phán với Manchester United về một thương vụ dành cho cầu thủ chạy cánh Franco PSG. Một thỏa thuận về nguyên tắc đã được thống nhất giữa Panathinaikos và PSG theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Thương vụ này vẫn chưa hoàn tất và còn một số câu lạc bộ khác quan tâm đến việc hỏi mượn cầu thủ 22 tuổi. Man United muốn bán đứt PSG thay vì một hợp đồng cho mượn khác và đang đưa ra mức phí khoảng 10 triệu euro. Cầu thủ chạy cánh người Uruguay còn thời hạn 1 năm trong hợp đồng và Quỷ Đỏ có thể chọn gia hạn thêm 1 năm. Việc chuyển đến Panathinaikos sẽ giúp PSG hợp tác với chiến lược gia đồng hương, huấn luyện viên Diego Alonso, người được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của đội bóng Hy Lạp vào mùa hè này. Hình ảnh đáng lo ngại của Lindelof. Vợ trung vệ Victor Lindelof của Man United mới đây đã tiết lộ hình ảnh về chấn thương mà chồng gặp phải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Rạng sáng thứ Bảy vừa qua, Man United đã có khởi đầu thuận lợi tại Premier League với chiến thắng 1-0 trước Fulham, nhờ bàn thắng duy nhất của tân binh Joshua Zirkzee ghi được ở phút 87. Ở trận đấu trên, trung vệ Lindelof không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu của HLV Ten Hag. Ngôi sao người Thụy Điển đã dính một chấn thương trong trận thua 0-3 trước Liverpool ở chuyến dự đấu hè trên đất Mỹ diễn ra hồi đầu tháng này. Trang chủ chính thức của Quỷ Đỏ chưa có thông báo về vấn đề nơi cầu thủ 30 tuổi. Tuy nhiên mới đây, thông qua tài khoản Instagram cá nhân, vợ cựu sao Benfica Maria Nilsson Lindelof đã có những cập nhật về mức độ chấn thương của chồng hiện tại. Maria đã đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc Lindelof chống nặng, bước đi tập đễnh cùng gương mặt nhăn nhó. Biểu cảm cho thấy trung vệ sinh năm 94 đang gặp một vấn đề không nhẹ. Maria còn để lại dòng trạng thái: làm mọi thứ thật chậm trong nhiều ngày. Bên cạnh Lindelof, đội chủ sân Old Trafford còn có 3 ca chấn thương khác ở hàng thủ là Luxor, Malaysia và Lenny Zoro. Sau trận đấu với Fulham, trung vệ Harry Maguire bị rút ra ở phút 81 vì một vết đau ở chân phải. Nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin cập nhật chính thức. Dù vậy, với sự xuất hiện của đôi hậu vệ Matthijs de Ligt và Noša Matraoui từ Bayern Munich đã giúp huấn luyện viên Ten Hag tránh khỏi cuộc khủng hoảng nơi tuyến phòng ngự. MU nhận tin tích cực từ Ivan Toney. Man United đang đón nhận một thông tin tích cực liên quan đến việc chiêu mộ tiền đạo của Brentford Ivan Toney. Quỷ Đỏ muốn chiêu mộ một tiền đạo chất lượng và không có gì ngạc nhiên khi dành sự quan tâm đến Ivan Toney, chân sút trụ cột của Brentford. Đáng chú ý, anh đã không được góp mặt trong danh sách đội hình Brentford đối đầu với Crystal Palace tối chủ nhật. Một đó thực sự là tin vui với Quỷ Đỏ khi khả năng về một thương vụ chuyển nhượng đang trở nên rộng mở hơn. Chia sẻ được Sky Sports dẫn lời, huấn luyện viên Thomas Frank lên tiếng về việc không điền tên tiền đạo Ivan Toney vào danh sách đăng ký thi đấu trận Brentford với Crystal Palace khi cho biết: có rất nhiều việc đang diễn ra với Ivan Toney và có một số sự quan tâm từ các đội bóng khác. Vì tất cả những điều đó, chúng tôi đã quyết định không đưa anh ấy vào đội hình. Đây là trường hợp đã được thảo luận và tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Anh ấy đã là một cầu thủ tuyệt vời cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đã chứng tỏ được từ năm ngoái rằng chúng tôi có thể thi đấu mà không cần anh ấy. Dù sao thì ai biết trước được tương lai. Có một số sự quan tâm đến Ivan Toney, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn cả. MU cho mượn rồi bán đứt Matt Tominay. Theo tờ Tuto Mercato Web, Man United sẵn sàng kế hoạch chia tay Scott McTominay trong mùa hè này. Quỷ Đỏ nỗ lực bổ sung thêm nhân sự trên thị trường chuyển nhượng. Theo đó, đã nhanh chóng công bố 4 tân binh gồm Zizi, Zoro, De Ligt và Matraoui. Hiện tại, Quỷ Đỏ muốn mang về thêm một tiền vệ trung tâm. Ký giả Romano xác nhận Quỷ Đỏ đang thúc đẩy thương vụ Manuel Ugarte. Ngược lại, đội chủ sân Old Trafford lên kế hoạch chia tay Scott McTominay. Cầu thủ người Scotland đồng ý gia nhập đội bóng Serie A là Napoli vào mùa hè này. Cá nhân McTominay hiểu rằng anh cần ra đi để có nhiều thời gian chơi bóng hơn khi Quỷ Đỏ chuẩn bị mang về một tân binh ở tuyến giữa. Theo Tuto Mercato Web, Man United định giá tiền vệ này ở mức 30 triệu bảng và có vẻ như đây là một trở ngại lớn. Quỷ Đỏ giải quyết vấn đề bằng cách sẵn sàng cho mượn McTominay, nhưng đính kèm điều khoản Napoli phải mua đất vào mùa hè năm 2025. Dù vậy, Napoli không hứng thú với lời đề nghị này từ Man United. Hiện đôi bên vẫn đang đàm phán để tìm ra giải pháp cuối cùng. Mục tiêu tuyệt vời cho MU để thay Casemiro. Quỷ Đỏ có khởi đầu Premier League mùa giải mới bằng chiến thắng 1-0 trước Fulham tại sân Old Trafford.
bàn thắng của tân binh Joshua Zirkzee mang về cho Quỷ Đỏ 3 điểm trọn vẹn. Huấn luyện viên Ten Hag đã thực hiện một số sự thay đổi, song dễ nhận thấy Man United vẫn thiếu các lựa chọn ở hàng tiền vệ. Đó là lý do Quỷ Đỏ đang tìm cách tăng cường chiều sâu và chất lượng ở khu vực giữa sân. Gần đây, nhiều nguồn tin tiết lộ Man United bắt đầu chuyển hướng sang Bundesliga. Cầu thủ được đề cập ở đây là tiền vệ của Borussia Mönchengladbach và tuyển thủ Pháp Manu Kone. Cầu thủ 23 tuổi gây ấn tượng mạnh những năm qua và có thể ra đi vào mùa hè này. Kone là một trong những cái tên nằm trong danh sách mục tiêu của Man United. Tiền vệ này đang được ban lãnh đạo Quỷ Đỏ thảo luận nội bộ. Một thỏa thuận với tiền vệ của Mönchengladbach có thể tiêu tốn ít hơn 30 triệu bảng. Đây là mức giá không quá đắt đỏ. Kone là một mắt xích quan trọng trong hệ thống của Mönchengladbach ở mùa giải trước. Anh ra sân 22 lần ở giải đấu hàng đầu nước Đức, đóng góp một bàn thắng và hai pha kiến tạo. Cầu thủ 23 tuổi có thể là thương vụ tốt hơn Sander Berger, người cũng được Man United liên hệ vào mùa hè này. Không chỉ vậy, kỳ cầu thủ của Tolu có thể là sự nâng cấp thú vị dành cho Casemiro. Mặc dù chơi hay trước Fulham, siêu sao người Brazil liên tục gặp khó khăn ở mùa giải trước, đến mức cựu doanh thủ Jamie Carragher cho rằng tiền vệ giàu kinh nghiệm này phải bị bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Dù sớm hay muộn, Casemiro khó gắn bó lâu dài với Man United. Khi ấy Kone, vốn được so sánh với Paul Pogba, có thể chứng minh là lựa chọn hợp lý. Cầu thủ này sở hữu những phẩm chất tương tự như Pogba. Thực tế, Kone trung bình hoàn thành 3,74 pha tắc bóng và đánh chặn mỗi 90 phút. Con số này cao hơn Bozzi. Cầu thủ của Burnley chỉ đạt trung bình 2,96 pha tắc bóng và đánh chặn. Casemiro vẫn nhỉnh hơn với 4,59 pha tắc bóng và đánh chặn mỗi 90 phút. Nhưng khi phân tích kỹ hơn, Kone thực hiện trung bình 0,87 pha đánh chặn mỗi 90 phút, cao hơn Casemiro 0,82 và Bozzi là 0,69. Điều thú vị là Kone đạt tỷ lệ cướp bóng tốt hơn Bozzi và Casemiro, cho thấy sự cơ động của anh khi đội nhà không có bóng. Tiền vệ người Pháp thực hiện trung bình 6,42 pha cướp bóng thành công mỗi trận, trong khi Bozzi và Casemiro đều đạt trung bình là 6,05. Kone cũng trung bình thực hiện nhiều pha dây bóng thành công hơn mỗi 90 phút. Anh đạt tỷ lệ thành công ấn tượng là 65,4%. Với việc hoàn thành 2,14 pha dây bóng mỗi trận, Casemiro đứng thứ hai, hoàn thành 0,41 pha dây bóng mỗi trận, tương ứng với 50%, và Bergi đứng thứ ba với 0,6 pha dây bóng mỗi trận, tương đương với 48,8%. Cú này mang lại sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Anh có thể là bản nâng cấp trong mơ dành cho Casemiro khi sở hữu kỹ năng tắc bóng, đánh trận ấn tượng. Cú này cũng thoải mái trong việc giữ bóng và có nguồn năng lượng dồi dào, chạy không biết mệt mỏi. Nếu Man United chiêu mộ Kone với số tiền 30 triệu bảng thì đó có thể là một thương vụ tuyệt vời, khoản đầu tư xứng đáng cho một cầu thủ số 6 toàn diện. MU lăm le mục tiêu của Liverpool. Theo The Mirror, Quỷ Đỏ xem xét chiêu mộ thủ thành 23 tuổi nếu đẩy đi thành công Jadon Sancho. Theo những thông tin mới nhất, đội chủ sân Old Trafford có khả năng mang đến trái đắng dành cho Liverpool. Theo cập nhật từ The Mirror, Man United sẽ thúc tiến chiêu mộ thủ môn Mamardashvili nếu đẩy đi thành công Jadon Sancho. Điều đáng bàn hơn, ngôi sao thuộc biên chế của Valencia là mục tiêu theo đuổi của Liverpool thời gian qua. The Cop xem Mamardashvili như phương án lý tưởng bổ sung sức mạnh cho vị trí thủ môn đội nhà. Giờ đây Liverpool có đối thủ cạnh tranh nặng ký ở thương vụ, đó là Man United. Khi Quỷ Đỏ xem xét chiêu mộ thủ môn 23 tuổi nếu Sancho khăn gói rời khỏi sân Old Trafford, Mamardashvili có màn trình diễn xuất sắc trên hành trình của đội tuyển Georgia lọt đến vòng 16 đội Euro 2024. Phong độ ấn tượng đó giúp người nhện 23 tuổi lọt vào mắt xanh của Liverpool, Man United. Theo The Mirror, Mamardashvili rất cởi mở với việc chuyển đến Manchester United. Thời điểm hiện tại, Quỷ Đỏ có 3 lựa chọn ở vị trí trong khung thành, bao gồm Andre Onana, Tom Heaton và Atai Bajindia. Ngoại trừ Andre Onana chắc suất bắt chính, cả Heaton và Bajindia đều phải cạnh tranh cho vị trí thủ môn thứ hai của Man United. Heaton và Bajindia chưa thể đem đến sự cạnh tranh chất lượng cho Onana. Sự hiện diện của Mamardashvili hứa hẹn sẽ giúp Ten Hag sở hữu chiều sâu đội hình lý tưởng. Thủ môn người Georgia nổi bật với khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, làm chủ vòng cấm địa ở các pha bóng cố định. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.